cơ hàng xong đi đâu? Ăn xong đi về. Chương trình kết thúc lúc nào mình không biết luôn ha. Bây giờ là chỉ có còn là bên công viên 23 tháng 9 với bảo tàng mỹ thuật với nhà hát Bến Thành. Hả? Nhạc viện xong rồi, nhạc viện bữa hổm biểu diễn xong rồi. Nhớ mình tới ngày 3 tháng 12 kết thúc cái đi diễn bế mạc á. Ơi gì con? Cái tiếng cười của yêu tinh là tiếng cười giả, tiếng cười thiệt cơ. Tiếng người ta lồng vô trong cái dàn âm thanh thu sẵn đó, người ta phát lên.